điều gì làm nên một công ty? Đó có phải là một cái tên trên tường? Đó có phải là những sản phẩm? Đó có phải là hoạt động sản xuất hay những tòa nhà? Có phải một công ty được định nghĩa bởi những di sản hoặc những nhà lãnh đạo của công ty đó? Đó là tất cả hay còn điều gì hơn thế? Điều gì mang đến cho công ty mục đích của chính nó? Hơn 60 năm trước, hai người bạn trẻ Jay Van Ender và Rick DeVos nhìn thật giống nhau theo nhiều cách. Thông minh, nghị lực, tích cực về tương lai và đầy nồng nhiệt về thế giới xung quanh họ. Họ tin tưởng vào con người, họ tin tưởng vào việc giúp đỡ mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn bằng cách giúp họ nhận ra những tiềm năng của mình. Vì vậy, họ đã tạo nên Amway, một công ty trao cho tất cả mọi người không phân biệt tuổi tác, học vấn, dân tộc, tôn giáo, một cơ hội kinh doanh cho chính họ. Ngày nay, có hàng triệu người trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, nói hơn 60 ngôn ngữ, bán sản phẩm Amway. Họ làm việc chăm chỉ để đạt được thành công như họ định nghĩa, như quản lý thời gian tốt hơn, an tâm hơn về tài chính và chất lượng cuộc sống tốt hơn cho họ và cho cộng đồng của họ. Amway hỗ trợ họ bằng một kế hoạch đã được chứng minh rằng không có bất kỳ giới hạn nào về thu nhập mà bạn có thể nhận được. Kiếm thêm một ít hoặc nhiều hơn một ít đều tùy thuộc vào bạn. Chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo miễn phí và một cố vấn kinh nghiệm để giúp đỡ nhà phân phối từng bước một trên con đường kinh doanh. Nhà phân phối Amway có thể tiếp cận độc quyền hơn 450 sản phẩm đẳng cấp thế giới trong các ngành hàng về dinh dưỡng, làm đẹp, gia dụng, tất cả đều đảm bảo 100% sự hài lòng. Về dinh dưỡng, chúng tôi cung cấp Nutrilite, thương hiệu vitamin và thực phẩm chức năng bán chạy nhất thế giới. Từ khi khởi đầu từ năm 1934, thương hiệu Nutrilite cung cấp những sản phẩm dựa trên thực vật, rất nhiều nguyên liệu được trồng tại những cánh đồng hữu cơ được chứng nhận của chúng tôi, với nguồn dinh dưỡng từ thực vật. Đó là thương hiệu cam kết để truyền cảm hứng cho mọi người hướng đến sức khỏe tối ưu. Thương hiệu làm đẹp Artistry của Amway nằm trong những thương hiệu bán chạy nhất thế giới về dòng mỹ phẩm cao cấp. Sản phẩm Artistry đánh thức vẻ đẹp tiềm năng của người phụ nữ để nhìn và cảm nhận những điều tốt đẹp nhất về bản thân để có được sự tự tin. Thương hiệu công nghệ gia dụng cao cấp Eastring của Amway là thương hiệu bán chạy nhất thế giới về hệ thống xử lý nước, mang lại cho mọi người sự tự tin và niềm tự hào về chất lượng nước chảy trong gia đình. Tiếp theo là máy lọc không khí, sản phẩm bán chạy nhất thế giới về hệ thống lọc không khí tại nhà. Những thương hiệu đẳng cấp thế giới của chúng tôi đến từ văn hóa của khoa học xuất sắc. Chúng tôi có hơn 1.100 bằng sáng chế và 700 bằng sáng chế đang chờ được duyệt cấp. Hơn 900 nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi đang nghiên cứu và phát triển các sản phẩm độc quyền với công nghệ mới và tiên tiến để nhà phân phối Amway có thể kinh doanh. Amway cũng tiếp tục đầu tư vào những trung tâm lắp ráp và phân phối để sản xuất và vận chuyển những sản phẩm hàng đầu này. Trên thế giới, chúng tôi có hơn 700 địa điểm để hỗ trợ nhà phân phối. Trong khi chúng tôi phát triển trở thành một công ty toàn cầu với doanh thu 10,8 tỷ đô la, nhưng chúng tôi vẫn gìn giữ nguyên vẹn những giá trị khi mới bắt đầu. Từ những người ở một thị trấn nhỏ ở Michigan cho đến những phòng tiếp khách, quán cà phê trên khắp thế giới, là một niềm tin được tiếp diễn và hỗ trợ những người đang tìm kiếm những điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống, cho những điều quan trọng với họ. Đó là sự thấu hiểu rằng một kinh doanh có thể làm được nhiều điều hơn là chỉ cung cấp những thương hiệu và sản phẩm tốt. Kinh doanh đó là tin tưởng vào con người. Đây chính là những điều mang đến mục đích cho công ty chúng tôi. Bởi vì chúng tôi tin rằng mọi người ở khắp nơi đều tràn đầy những tiềm năng.